Xin chào tất cả các bạn. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng 7-Eleven. Thì hôm nay mình sẽ làm một video là hướng dẫn cách mua vé tàu ở bên Đài Loan ở cửa hàng tiện lợi 7-Eleven này luôn. Sáng mai mà nên mua vé thì chưa chắc nó có tàu đi, bởi vì là Tết thì mọi người đi rất đông ấy. Cho nên là hôm nay mình sẽ mua trước từ hôm nay. Thì không biết là vào nó có mua được không. Thì đây là cũng là lần đầu mình làm. Thì có gì các bạn thông cảm nhé. Đấy. Thì là bây giờ mình đang đứng ở đây. Bây giờ là cũng vừa đi làm về. Thế là tranh thủ ra đây mua trước đi. Thì là ngày mai là mình đi rồi. Nhưng không biết là có tàu không, có chuyến không. Thì là mình sẽ... Bây giờ mình sẽ đi vào mua. Thì có gì thì mình sẽ vào mình quay các bạn. Nếu trong đấy nó có đoạn nào nó khó khăn hay gì ấy, người ta khó khăn ấy, thì là bạn thông cảm cho mình nhé. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trong và mua cho bạn xem. Trên là cái xe điện của mình này. Bây giờ mình sẽ vào trong quán. Đây là quán 7-Eleven. Bây giờ mình sẽ vào đây nhé. Hiện nhân viên ở đứng kia thôi, chắc đoạn này mình không quay nữa. Ở trong kia nó có một cái máy. Cái máy trong kia thì mình sẽ đi vào đấy nhé. Không quay nữa, nhân viên nó đang đứng ở đây. Ngại quay, sợ không cho quay ấy. Đây. Cửa hàng 7-Eleven thì nó sẽ có cái cây kiểu như này. Với cả bên cạnh là cái in này. Thì đây là tàu cao thủy này, còn đây là tàu thường, ấn vào đây này. Đây, ấn vào cái này. Xong ấn vào đây. Cái này là người Đài, cái này là người nước ngoài. Đây là số hộ chiếu. Cái này là quá rồi, con này ấn ấn vào cái thứ hai. Đây là một vé, hai vé. Ở đây mình chọn một vé. Ấn ở đây. Hôm nay là ngày hôm nay, đây ngày mai mình mua ngày mai. Ra này. Ra đời chung này. Ra đời chung này, ra đến này. Mình sẽ đến Thái Nán này. Ngày đến Thái Nán luôn. Giờ thì mình cứ chọn từ đầu đi, từ sớm sớm một tí, 6 giờ đi. Cái này thì mình sẽ chọn cái đầu tiên này. Hết chuyến này, này. Hết chuyến này. Không có chuyến 7 giờ này. Để chuyến kia mua mất đây. 7 giờ này. Ở đây có một chuyến này. Chỉ 9 giờ thôi này. 8 giờ này. Tiếng 30 phút này. Cái này là người lớn, là trẻ em, người lớn. Cái này là người lớn, là trẻ em, ấn người lớn. Ủa, 6 thông qua. Có giá cao rồi. Cái này mình dùng Thái Lan đấy. Đây là cái này không biết mà ấn vào đây nào. Mẫu của cái người lớn đây, trẻ em, người lớn. Đây là thông tin các thứ. À, mình sẽ xác nhận luôn. Cái này lại mất thêm phí mua, đây là nó mất thêm 8 khoai này. Mua nó rất đắt luôn, nhưng mà mình mua trước kiểu như Tết rồi. Nên mua thì không kịp. Mua nhanh không hết vé. Sẽ ra một cái tờ như này. Mày vẫn mua kịp rồi bạn ạ. Mày vẫn đi chơi. Cái này nó rất là nhiều, mua gọi cả taxi các thứ luôn đấy. Nhưng mà mở hộ của dịch, nếu mà ra đây thì cứ mở hộ của dịch ra thôi. Seven. Mình sẽ đưa ra, đưa cho nhân viên và xác nhận là ok. $371. 帮我按下确认。按确认。按确认。啊，好好。你帮我按。按。
我不要。 这个荧幕上那个缺的刀给下去。啊，好了，用过了。有了吗？我那个去用了。点529。 啊，谢谢。在西贵子弟上，没关系，没关系。西贵子弟上，我去。干嘛？要来，来弄。 Đây, cái này là dịch vụ của nó đây. Chả biết là cái gì. Nó đưa cho cả cái. Cái này không biết là cái gì đây. Tí mình sẽ mở dây ở đây là cái phiếu này. À đây, toa kha là toa này. Đây là số ghế 38 này. Mày có cái ghế ngồi đấy, vậy có ghế ngồi. Không mua nhanh là hết ghế ngồi bạn. Mình sẽ khởi hành vào lúc 8 giờ ngày mai. Mai phải đi sớm, 6 rưỡi là phải chạy luôn. Đến 10 giờ là đến nơi. Xuống ga Thái Lan, xuống tiền ga Thái Lan là như thế nào. Đây là tiền thừa. Ok. Cái này là chắc không biết nói gì đâu, mình thử mở dịch cho xem. Mình vừa xem thì là cái này là cái phiếu. Cái phiếu mua đồ uống nước giảm giá, nhưng mà mua 2 cốc mới được giảm giá. Đây, đây này. Như đây mua 2 cốc giảm giá. Mua một cốc mình giảm giá chắc là được giảm một chút so với cái giá gốc mua cho đấy, nhưng mà mình chả dùng mua nước ở ngoài mang lên cho xong. Quan trọng cái này thôi. Ok. Cái bảy Evan. Khi vào các bạn tìm cái máy của như này này. Này, máy như này là mua được nhé. Này, ok. Mình vừa ở trong cái Seven ra thì đây, đây là vé này. Và có cả nước đấy, ấn mấy lần mới được ấy. Có cái đoạn mà nó bị lỗi ấy, mình là phải ra nhà xe buýt ấy. Vừa ra nhà xe buýt được kia mình hỏi là ngày mai là kiểu trí tiền khai sơ ấy, tức là mấy giờ xe buýt bắt đầu chạy ấy. Thì ông ấy bảo là 6 rưỡi bắt đầu chạy. Thì là mình chọn chuyến 8 giờ tại vì mình muốn lên trên đấy mình mua một chút đồ đấy. Thế nên là mình đi cái chuyến lúc 8 giờ. Thì may quá là vẫn còn ghế và vẫn ngồi được, vẫn có chỗ ngồi. Bởi vì là nếu mà tìm chuyến lúc trưa là không có luôn, chỉ có chuyện tìm được chuyến sớm này. Bởi vì là chuyến lúc trưa ấy thì là mọi người người ta hay chọn những cái giờ đẹp đẹp ấy, sáng sớm thì hãn còn ngủ luôn, hãn ngủ chưa dậy, thế là người ta đi hết rồi, thế nên là không còn chuyến nào cả. Thế là may có tuyến 8 giờ vẫn còn ghế với cả chỗ ngồi. Mình sợ là mình nghĩ là nếu mà ngày mai lên trên đấy mua thì chưa chắc nó mua được, mà nếu có mua được thì cũng không bao giờ có ghế ngồi. Thế là mình hôm qua mình cái tình cờ mình xem trên TikTok là người ta hướng dẫn là mua vé tàu tại Seven đấy, thì mình ra mình mua thử và mình cũng xem kỹ rồi, mình quay luôn hướng dẫn các bạn xem thì. Và mình sẽ chèn cái Google dịch vào cái dòng đấy. Thì lưu ý các bạn là nếu mà các bạn ra đây mua ấy, các bạn cứ mở Google dịch ra. Hoặc là nếu mà không mua được thì bảo nhân viên. Nhưng mà tùy từng người đấy bạn. Nhìn người nào người ta nó rảnh hoặc là nó không có khách ấy, hoặc là nhìn mặt nó vui vui vẻ vẻ thì nó còn giúp. Chứ còn nếu mà nó mà bận hay là mặt nó không vui vui là nó không giúp đâu bạn ạ. Đấy, như là trước mình đi quay nhiều khi nhiều bọn nó mặt nó khó tính, nó còn không cho quay ấy. Nhiều người ta dễ tính thì vẫn quay bình thường. Nói chung bên trong ấy, mình chả quay đến ảnh hưởng đến họ, nhưng mà kiểu người ta không thích thế thì thôi mình phải chấp nhận đấy. Thì là tốt nhất là thôi, mình nghĩ là các bạn cứ làm theo y như mình ấy. Các bạn đi hai người hoặc là đi thêm một người ấy, xong là mở Google dịch ra mà xem. Thì là mình nghĩ là làm mua được thôi, bởi vì là cái này cũng khá là dễ mà thao tác ấy. Thì là các bạn lưu ý là các bạn phải nhớ cái số hộ chiếu nhé. Mình lúc đầu mình nhập mấy lần sai thì mình thử mấy lần thì mình ok rồi bắt đầu là mình mới quay cho bạn xem đấy, bởi vì là sợ quay ngay thì là các bạn ấy nay Tết thì mọi người đi lại rất là đông. Cái này ông ấy đi mua cái lì xì này, mua bao lì xì luôn. Thì là mình nhập rồi đấy, thì là
Nói chung là người nước ngoài nó khinh lắm bạn ạ. Mình đi rất nhiều nơi rồi, kiểu nó nhìn mình cái nó biết người nước ngoài, nhiều bọn nó rất là khinh người, nó khinh nó không thèm giúp ấy. Nói chung là kiểu bán hàng thái độ nó không hay ấy. Bên này nó thế bạn này, xứ người nó vậy mà. Cũng như kiểu người nước ngoài đến mình thôi, nhiều khi người mình cũng khinh một đời được đúng không? Đây như mình đến chỗ họ cũng thế, nhưng thế nên thôi. Từ ngày mình sang đến giờ là mình cứ xem trước ở trên mạng ấy, cái kiểu gì cũng có mà. Thế là mình và mình hướng dẫn các xem người ta hướng dẫn ấy, xong mình tự làm mình quay luôn các bạn xem, thế là xong. Chả phải nhờ ai cả, nhờ nhiều khi nó khó tính hoặc cái mặt nó cứ cau cau có ấy, nó không ý, nó không muốn giúp ấy, hoặc là nó nói nặng nó nhẹ mặt nó xịt đi ra ấy. Thế thôi chả cần, tốt nhất là mình cũng mua cho xong. Nói chung ở đâu cũng có người nọ người kia cả, nhưng mà mình đi rất nhiều chỗ rồi, nên là kể cả mình cũng quay cho bạn xem ấy. Nhiều khi mà cái thái độ phục vụ người ta nó không ấy, vào mặt nó cứ hầm hầm hổ ấy. Thế là thôi, tốt nhất là theo mình là sang bên này ấy, nếu mà vào cái gì mà có tiếng Trung ấy, các bạn cứ mở điện thoại, mở Google dịch ra. Cái ứng dụng Google dịch là cái đầu tiên mà không thể thiếu khi đến Đài Loan đấy. Thì mình đã mua rồi, mai thì có gì mình sẽ quay cho các bạn xem đấy, ok. Thì bây giờ mình đi về mình ăn đây. Thì các bạn có gì thắc mắc ấy thì xem kỹ một chút, xong là nói chung là các bạn cứ mở Google dịch ra được nhá. Còn làm theo mình là ok. Thì về mình sẽ chèn cắt ghép nào cho nó hợp lý đấy. Thì mình sẽ kết thúc video đây. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn mua vé thành công. Thì thực ra là hôm nay là ngày mai là mình đi ấy, bởi người ta mua rất nhiều nên mình mới mua đây thôi. Còn ngày thường thì mình chả mua đây làm gì cả, mình nên ra tàu mình mua cho nó nhanh. Bởi vì mua ở đây thì lại mất thêm 8 khoa tiền phí các bạn. Mua ở đây bao giờ cũng sẽ mất thêm một chút phí so với cái giá gốc của tàu khi mua ở tại ga đấy. Nên là kiếm một đồng nó khó rồi, tiêu một đồng nó cũng phải xứng đáng bạn ạ. Đấy, nên là thôi, nhưng mà phải chấp nhận thôi, bởi vì là nếu mà mai đấy mua thì không đi xuống đấy được thì cũng mệt ạ. Thế nên là hôm nay mình quyết định là mình đi mua luôn từ hôm nay. Cũng may là mua thành công rồi. Thì mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Tạm biệt, mình đi về đây. Thế phải là cái mã QR này đập vào cửa nó đi. Đi rồi. Thế mà. Ừ. Xin xin. Đập nhầm chỗ bạn. Chỉ học thôi. Đây. Đài bác là sẽ lên núi này. Đây là đường lên Đài Bắc. Đấy, nên bạn nhìn cái chữ tiếng Anh này. Đấy, Đài Nam ở xuống dưới đây. Mình thấy mọi người toàn lên Đài Bắc nhiều, Đài Nam không có mấy. Đấy, đây là có chữ tiếng Anh ấy. Đấy, cao xuống đây. Chưa đi cái thẻ bao giờ, nhưng mà hôm qua xem là người ta cứ đập cái mã QR code này mã này vào cái ấy là được, nhưng mà mình mới đập nhầm chỗ. Mình không biết với cái người đấy, không biết là chắc là cái anh người Đài ấy hả. Anh bên này hướng dẫn lại nhé. Úi xong, nghe âm thanh ở đây xuống cực bạn ạ. Toàn Đài Bắc các bạn này, Đài Nam chả thấy có người gì cả. Thật đấy, này, toàn Đài Bắc này. Đài Nam này. Mình xem trên này có không? Ừ. Trời, toàn Đài Bắc luôn đấy. Đài Nam này. Đài Nam mấy người, trời ạ.